nằm trong chương trình chuyến công tác tại nước Cộng hòa Cuba, chiều qua đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi đến thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Artemisa, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ricardo, thống đốc tỉnh Artemisa, cùng với buổi thăm và làm việc còn có đồng chí Lê Quang Long, đại sứ Việt Nam tại Cuba. Phát biểu tại buổi làm việc, thống đốc Artemisa khẳng định dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng giữa hai địa phương vẫn luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung của bản ghi nhớ nhằm phát triển chặt chẽ mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh bình dương và artemisa về kinh tế thống đốc tỉnh artemisa mong muốn phát triển quan hệ hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực như y tế khai thác khoáng sản và phát triển du lịch kết nối doanh nghiệp chăn nuôi Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn trong thời gian tới hai địa phương sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực dược phẩm sinh học và vaccine nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngành y tế của hai địa phương. Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Tại buổi thăm và làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Lê Quang Long, đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của Cuba hiện nay để đoàn hiểu rõ hơn về những thuận lợi khó khăn của đất nước Cuba, từ đó có thể tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư hiệu quả trong từ lĩnh vực, nội dung cụ thể trong thời gian tới. Sau đó, đoàn đi thăm và làm việc với một số đối tác tại Cuba. Trong cuốn cổ các hoạt động thăm và làm việc tại tỉnh Artemisa, đoàn công tác cũng đã cùng trồng cây lưu niệm và dân hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ để hy sinh vì độc lập của Cuba. Được các cháu thiếu nhi Cuba chào đón và gửi tặng các tác phẩm tranh vẽ, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Cuba Việt Nam, Việt Nam Cuba đến các em thiếu nhi tỉnh Bình Dương. Được biết, từ tháng 8 năm 2023, tỉnh Bình Dương và Artemisa đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.